sao cũng bực tức luôn, bực tâm luôn. Dạ, thì hay thôi, vậy là cũng có tình cũng hiểu quá rồi anh. Dạ. Dạ, nói chung ra thì mình nói cái nào nói cho nó ấy, để không nói thì mình chẳng nuôi tội nghiệp cho người ta, mình ở đời mình phải nói cho ngay thẳng. Dạ, nói như vậy. Dạ, do cái chị người vợ trước của anh là có gia đình rồi, cho nên là nó sẽ có một cái rút mắt ở chỗ đó, thành ra là chị chỉ đi tới được bệnh viện thôi, chứ không có về tới dưới quê thăm, phải không? Đi không có đi lại luôn, mẹ nó cũng xúc động lắm. À, mẹ nó xúc động mà gửi tiền lên không có dám lên thăm. Dạ, mẹ mới cho tiền cho với cậu đi lên là cái bệnh viện của Trung ương của Cần Thơ. Mà nghe bác sĩ trách nhiệm là mình lên đây đi xe máy anh Phúc. Xe máy cậu Bảo. Lúc trước anh Phúc đi buôn bán cái gì? À, trái cây. Ở đâu anh? Ở Mỹ An. Mỹ An là ở đâu? Ở Mỹ An là chỗ xe buýt vô cái đường xe buýt đó. Là ở huyện nào, tỉnh nào? Cái đó là tỉnh Đồng Tháp. À, lúc trước là anh sống ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Vậy anh xuống dưới đó lâu chưa? Lâu rồi, ở Đồng Tháp cũng là mua bán đó, là cũng nhiều lắm, mua vườn rồi đó. Dạ. Chỗ ngay cái xe buýt luôn á. Là vô nông trường lắm biển. Dạ. Rồi anh với chị là ly dị lâu chưa? Ly dị là cũng sao mình cũng có gặp một người, năm thật là như là cũng gặp 10 năm rồi. Dạ. Mình cũng là về chứng như thôi vợ ra thì chứng. Dạ. Như mình cũng có gặp một người như là mình cũng bỏ. Mình. Dạ. Thôi cũng là một người nó cũng nay là cũng khoảng mười mấy năm. Dạ. Còn như mình cũng có quen làm bạn thôi. Dạ. Cái nào nó thật lòng chứ mình không có giả dối được. Dạ, rồi từ hồi mà khúc cái lúc mà anh với chị là chia tay nhau đó thì có gặp lại không? Không. Không gặp luôn? Không. Là nay là khoảng 20 năm rồi. 20 năm, vậy là lúc đó là em Tiên mới có 5 3, tuổi. 3 tuổi. À, em Tiên nay mới có 23 tuổi hả? 25. 25 năm 99. À, là 20 năm rồi. Khi em Tiên 2 tuổi là anh chị mới chia tay. À, 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là chia tay. Chia tay với bắt con về. Phúc với bỏ con ở nhà Phúc đi Nam Giang. Dạ. Phúc đi Nam Giang, Phúc bơm cát mướn cho người ta cho nó. Dạ. Bơm ở trên chợ thì Phúc đi về con ở với nội. Dạ. Đi ăn học, ông nội đã mắc mũi chưa thiết, còn lúc đó còn mắc mũi còn thấy đường. Dạ. Ông nội ở nhà nuôi, Phúc đi làm hoài à, Phúc làm kiếm tiền. Dạ. Gia đình phản chặt ngày xưa bây giờ là. Dạ. Rồi làm như làm bản không khá sao mà về Đồng Tháp? Rồi làm ăn không khá, biết bay về lên công bên chia làm bí thất bại hoài, làm cái chảnh thì có tiền mà về cũng nguyên cái ăn hết trơn. Công chia là Nam Giang đó hả? Nam Giang. Dạ. Ở lên tại Nam Giang luôn, phố. Dạ. Nam Giang sống. Dạ. Cho nên vừa qua bên bản là có bà nào bán không? Không. Chứ mà anh về bên bản là anh ăn luôn á chứ anh không. Dạ. Có về được đâu. Dạ. À, bên bản người ta có cái gì đó là để mà con gái bánh nó thương là anh về nên là anh rồi á. Dạ. À, rồi gặp cái chị sau này lại là nay 10 năm. À, thì hiện giờ là ở mình lên luôn hay là ở sao? Mình luôn. À, rồi chia tay rồi cái ở mình rồi về mình buôn bán. Dạ. Buôn bán trái cây. Dạ. Cũng một mình anh thì chắc cũng tạm tạm ổn hả? À, một mình thì sống thì cũng trong gia thì bây giờ có ông bà cha mẹ thì mình cũng phải lo chăm chỉ chứ là không ổn định. Dạ. Như lúc mà làm được, lúc làm không, buôn bán rồi trước thì làm được, buôn bán rồi trước có tiền lắm. Dạ. Sau lại mùa dịch tới trở về sau rồi thất bại luôn. Dạ. Đi bán thì chạy hai cái vỏ sách hai bên đó, chở khoảng 170 kg. Dạ. Đi bán ở Long An cứ về Củ Chi, bán cho công ty không à. Dạ. Rồi chị má của em Tiên á, má cháu Tiên á là ở gần anh không hả? Ở xa? Xa, ở thành phố này. Ở Sài Gòn đây hả? Ở Sài Gòn, Long An. Long An hả? Dạ. Long An quê em á. Dạ, chỗ nghe nói là chỗ gì Long An mà đường vô Bình Chánh hay gì đó, khu tái dân cư gì đó. À, vậy là gần em rồi. Dạ. Chỗ em đi Bình Chánh xíu à? Dạ, thì vô đó là hỏi thằng đó lại làm chuyên môn là làm cùng như là bên cửa sắt á, thùng thiết rồi á. Dạ. Rồi mặt tông từ đó tới giờ rồi cháu Tiên nó bị vậy đó, là chị có hay tin không, chị biết không? Có hay mà trước khi mẹ nó hay mà mẹ nó không có dám qua. Dạ, mẹ, sao vậy? Mẹ nó qua thì chồng ghen. À, chị cũng có là có gia đình riêng rồi hả? Gia đình rồi được. Dạ. Nay là mới sanh cho bé đó, là một thằng bé được là mấy tuổi đó là. Dạ. Sao nè,
là do chị có gia đình rồi. Gia đình rồi. À, chị qua là chị sợ cái người chồng sau này là ghen tuông. Ăn ghen tuông quá. Dạ. Như vậy đó. Mà rồi. Chị có gửi tiền gì là phụ bé không? Có lo cho bé được 2 triệu. Dạ. Cho được 2 triệu rồi cái cậu cũng có lên cái bệnh viện của Trung ương đó. Dạ. Cũng có cho bé lại như vài 3 triệu à. Dạ. Rồi sao cũng bực tức luôn, bực tâm luôn. Dạ, thì hay thôi, vậy là cũng có tình có nghĩa quá rồi anh. Dạ. Dạ. Nói chung ra thì mình nói cái nào nói cho nó ấy, để ông nói thì mình chăm nuôi tội nghiệp cho người ta, mình ở đời mình phải nói cho ngay thẳng. Dạ. Nói như vậy. Dạ. Do cái chị người vợ trước của anh là có gia đình rồi, cho nên là nó sẽ có một cái gút mắt ở chỗ đó, thành ra là chị chỉ đi tới được bệnh viện thôi, chứ không có về tới dưới quê thăm phải không? Đi không có đi lại luôn, mẹ nó cũng xúc động lắm. À. Mẹ nó xúc động mà gửi tiền lên không có dám lên thăm. Dạ. Mẹ mới gọi cho tiền cậu. Cho mấy cậu đi lên là cái bệnh viện của Trung ương của Cần Thơ. Dạ. Cho cháu được như vài 3 triệu gì đó là đưa chồng y đàng hoàng. Nói gì đó. À, là đầu tiên là em y ở bệnh viện Trung ương Cần Thơ. Trung ương Cần Thơ. Rồi cái thời điểm mà chị ở dưới cái bệnh viện Trung ương Cần Thơ đó. Dạ. Là bao lâu anh Phúc? Cả bệnh viện Trung ương thành phố Cần Thơ là khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng á. Dạ. Rồi cho em hỏi thêm xíu ha. Thì cái lúc cái thời điểm mà xảy ra cái vụ việc vậy đó, là bên gia đình cái người mà gây cái vụ tai nạn này ra cho em thêm đó, là người ta có tới nói chuyện tại quấy với mình không? Chung ra thì Phúc thưa cũng dữ dội lắm. Phúc đứng ra thưa mà. Dạ. Cái người đó chống đối với Phúc nói nếu mà làm hơn Phúc á thì cứ làm, còn làm không được thì đừng có làm. Dạ. Cái cuối cùng lại làm nảy Phúc nói thôi bây giờ anh ơi cũng tha lỗi cho con tôi, bây giờ anh cũng cái số tiền anh tôi nói bây giờ ra quyết định đi tới công an đàng hoàng, nó nói ra quyết định bây giờ tôi lấy 100 triệu bồi thường cho con tôi. Là bà nói thôi bây giờ cô quá khổ, tôi phải làm giấy tờ cam kết, là cho tôi làm giấy tờ cam kết á. Vậy rồi tôi nói thôi bây giờ tôi đã tình nghĩa với chị, tôi sống ở đời á, đi con tôi đã lỡ rồi chứ. Dạ. Con chị cũng đã lỡ muốn cho tôi không phải mà ở đời mà tôi giết con tôi được. Dạ. Thì chị có tâm á, thì chị nuôi cho con tôi thế thì tiếp tôi thôi. Dạ. Chứ tôi không có nghĩ gì đồng tiền mà tôi nghĩ về bây giờ tôi áp lực gì được. Dạ. Cái chị mới nói là thôi bây giờ anh lấy 50 triệu đồng. Cái ra tòa cái bà muốn mướn luật sư là bộ hộm. Bà mới được sư bà nói là như vậy đó, bây giờ cái con tôi nói thôi bây giờ con tôi nó đã còn bệnh, thôi bây giờ nếu mà tòa xin tòa là phải giải quyết cho con tôi 150 triệu để sau này để lo cái vết thương cho con tôi, chứ hoàn cảnh tôi quá nghèo, mà bây giờ nếu mà chị có điều kiện thì chị lo tiếp tôi đi mua bán để phụ tiếp chị, chứ không bao giờ tôi nói nặng chị một tiếng nào đâu, chị cố gắng lên đi. Dạ. Cái bà nói bà cũng là bà ừ đó, mà từ ngày ừ tới giờ đó tòa án nó xử rồi nó hẹn tới nay luôn là mình không có được cái tin tức gì hết. Dạ. Rồi bé nó mới đi lên bệnh viện này đó. Dạ. Nó chờ thời gian, nếu mà thời gian để Phúc có về gặp một người để coi như người ta đối xử với mình như thế nào. Dạ. Chứ mình không có chửi mắng người ta làm chi. Dạ. Như vậy đó. Nói chung á, các bạn làm cha làm mẹ thì người bên mẹ của người kia thì người ta cũng không biết gì đâu. Dạ. Nhưng mà con á thì làm sai trái thì cha mẹ phải gánh cái trách nhiệm. Dạ. Chứ thực sự ra đâu ai xuống ai bảo, tại vì cái tuổi trẻ rồi nó này kia thì bên kia người ta cũng không muốn. Nhưng mà giờ rốt cuộc lại là anh nhận được cái số tiền là bên kia là bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu là ta đưa cái lúc là cái thời điểm ở dưới bệnh viện Cần Thơ ha? Không, thời điểm là trước khi về nhà đưa lên là Phúc kêu về nhà đàng hoàng. Phúc kêu là có mặt bé Tiên và chụp tấm ảnh là để lên cái ngực của bé Tiên, 50 triệu bé Tiên nhận. Nói như vậy, nói con nhận đi, cái số tiền này con nhận rồi con đi trị bệnh, con gắng cố gắng lên nha con. Cha thì chung ra thì người ta cũng nghèo, bên kia người ta cũng nghèo lắm, ta nói người ta nghèo khổ này mình cũng chưa tới nhà người ta thiệt. Đó thì người ta nói con nói nghèo thì mình cũng nghèo hơn người ta, thì bây giờ mình cũng phải năn nỉ người ta, nói chị ơi chị cố gắng lên đi chị đừng có buồn, em ở đời em sống á, là em không có muốn như là chị bắt buộc chị đâu, chị cứ lo tiền tiếp em thôi, chẳng như bệnh viện ta kêu đóng 5 triệu thì chị 2,5 triệu em 2,5 triệu, em có thể là em lo cho bé, chứ bây giờ mà nếu mà chị bắt buộc em làm như vậy á, thì tội nghiệp cho em lắm.
em mới đi chứ nói thiệt với anh chứ em nói con người của em sống em đi xin tiền luôn á. Dạ. Bạn bè em từ đi từ tí luôn, mà anh Trà My cũng nuôi nhiều khi không có cơm đâu. Mà rất là tội nghiệp tôi, em chạy vòng ngoài em thấy là em nói là đứng hình luôn á. Là đi xin tiền để mình lo cho cháu á. Cho cháu á. Dạ. Mà đi xin người này rồi bắt thu ở ngoài Sài Gòn đi chung bệnh viện á, thấy em còn dẹp á, cho em 2 triệu mấy bạc. Rồi vòng vòng đó người ta cho 1 triệu, 2 triệu để nuôi á. Em ăn ha, em nói thiệt em bận cái quần ha, thấy cảm thương ha. Dạ. Em tóc tai như bù xù luôn. Dạ. Em túi bụi luôn, và lúc ông già bệnh em chơi giới luôn. Dạ. Em rất là em nghèo chứ em sống ở đời em biết cái tình cái nghĩa lắm. Dạ. Bây giờ em cũng không có số tiền quá nghèo mà em nói cái số tiền này con nó nằm như vậy rồi em biết sao mà em để nói. Dạ. Dạ, hôm nay cộng Quân giúp đỡ như vậy em không biết chừng nào mà nói em cầu trời để em làm em để tình ơn ở cho người ta lại nhà mình giúp đỡ cho người khác nữa. Dạ. Thôi giờ anh cũng nhắn giữ gìn sức khỏe để tiếp sức phụ bé My á, nuôi cho bé Tiên hết bệnh để về để có thể đi làm lại nuôi ông nội bà nội phụ anh. Dạ. Cũng chúc anh sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, em chào anh ha. Dạ.